Sáng ngày 16 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ 50 nhà giáo tiêu biểu được nhận giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 26 năm 2023. Giải thưởng có sự đồng hành của báo Sài Gòn Giải Phóng. Phát biểu tại buổi giao lưu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ, chính sự tin yêu, tín nhiệm của học sinh, sự kính trọng của phụ huynh, các thầy cô được hội đồng xét chọn trao giải thưởng rất thuyết phục. Bằng tình thương yêu học trò, tâm huyết với nghề nghiệp mà thầy cô đã có nhiều sáng tạo thành công trong việc dạy học cũng như trong công tác quản lý. Tại buổi gặp mặt, thầy Đặng Thanh Huấn, giáo viên trường tiểu học Bình Phước, huyện Cần Giờ chia sẻ, vì hoàn cảnh khó khăn có đôi lúc học sinh bỏ học, các thầy cô không ngại vượt sông, lội ruộng, đến nhà thuyết phục phụ huynh, động viên hỗ trợ học sinh để các em được đi học đầy đủ. Thầy Huấn luôn tâm niệm, cái tâm của người thầy không chỉ thể hiện qua các bài giảng trên lớp mà còn là sự quan tâm đến cuộc sống, những vất vả hàng ngày của học sinh. Trân quý, trân trọng cái nghề của mình. Xúc động tại buổi giao lưu, cô Võ Thị Tuyết, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập cho Người Khuyết Tật chia sẻ. Vì bản thân cũng là một người khuyết tật nên cô rất thấu cảm với phụ huynh. Đối với cô, lòng nhân ái, yêu thương cùng với tinh thần kiên trì nhẫn nại chính là động lực giúp cô vượt qua khó khăn, đồng hành với phụ huynh để tìm ra những phương pháp dạy trẻ hiệu quả nhất. Sau khi lắng nghe những chia sẻ đầy cảm xúc của các thầy cô, Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh khẳng định, qua 26 lần tổ chức, Giải thưởng Võ Trường Toản trở thành giải thưởng danh giá hàng năm, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các thầy cô trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Giải thưởng ngày càng nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn của xã hội, góp phần động viên, tiếp sức cho các thầy cô tiếp tục tận hiến với nghề. Lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 11 tại Hội trường thành phố. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.